3 tỷ đón Tết sau khi nhận lại 60 cây vàng. Mới đây, Nhật Kim Anh xuất hiện với chiếc xế hộp mới có giá trị hơn 3 tỷ đồng tại một lễ trao giải. Chiếc xe thuộc một thương hiệu nổi tiếng sang chảnh được nhiều nghệ sĩ hàng đầu chọn lựa. Đây là món quà cô tự thưởng cho bản thân sau những tháng ngày chăm chỉ hết mình với công việc, bỏ qua những ồn ào chuyện tình cảm. Cô là một trong những người đẹp thành công vang dội trong năm 2019 đặc biệt là vai diễn thị bình của tiếng sét trong mưa. Năm 2019 vừa qua, ngoài sự thành công vang dội với phim ảnh Công việc kinh doanh mỹ phẩm thì Nhật Kim Anh phải không may mắn trong chuyện đời tư, cô xác nhận ly hôn với ông xã Bửu Lộc vào tháng 6 năm 2019. Cuối quan hệ của cả hai căng thẳng khi tranh giành quyền nuôi con và đến nay vẫn chưa có kết quả. Chẳng những thế, vào giữa tháng 7 năm 2019 cô bị kẻ xấu đột nhập vào căn biệt thự để trộm 5 tỷ đồng bao gồm vàng, tiền bạc và nhiều nữ trang giá trị khác. Tuy nhiên, nhờ lực lượng chức năng tích cực điều tra, hai tên trộm đã bị bắt giữ. Nhật Kim Anh lấy lại được khoảng 60 cây vàng, tương đương một nửa tài sản bị mất chia sẻ về kế hoạch Tết sắp tới, Nhật Kim Anh cho biết, cô sẽ tập trung vào việc giành lại con trai và sẽ đón Tết cùng bé. Với Nhật Kim Anh thì căn nhà nhỏ và cậu con trai bé bỏng là những điều bình yên nhất mà cô có được. Tuổi thơ cô cực khổ hầu như chẳng có mấy cái Tết ấm no. Lớn lên rồi mỗi dịp Tết lại phải đi diễn xa nhà nên nữ diễn viên quyết định, năm nay sẽ nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần sẵn sàng cho một năm cháy hết mình với nghệ thuật. Năm 2019, Nhật Kim Anh cũng liên tục xuất hiện trong bảng đề cử danh giá. Tuy nhiên, dường như may mắn chưa mỉm cười khi cô liên tục để vụt những giải thưởng danh giá vào phút chót cú trước đó nhật kim anh đều chiếm ưu thế với số lượt bình chọn đông đảo từ fan